Dạ em chào chị Nghi ạ, em tên là Ngọc Quỳnh, là nhân viên chăm sóc khách hàng của Thiên Tú ạ. Chị có thể dành cho em một ít thời gian để em trao đổi thông tin với mình được không chị? Thuê bao bạn gọi hiện đang bận và đang thuê một thuê bao khác để trả lời bạn. Bạn cứ nói chuyện với thuê bao đang được thuê. Thuê bao đang được thuê sẽ thay mặt thuê bao này để trả lời. Và thuê bao đang được thuê sẽ báo lại với thuê bao này. Khi nào thuê bao này rảnh sẽ nói chuyện với bạn. Còn bây giờ chúc bạn vui với thuê bao đang được thuê. Bye bye. Alo chị ơi.